cho anh em nha. Tết rồi, cây xanh Bình Long tiếp tục bạn cây, trồng cây. Đây, cây xanh Bình Long ngay quốc lộ 13 luôn. Anh em nào cần cây đẹp thì alo cho Hiếu nha. Vú sữa bằng lăng, dâu giáng hương xưa, đủ các kiểu. Cây ăn trái, mạnh,